Trận thắng 4-0 chỉ giúp đội bóng xoáy nhòa chuỗi trận không thắng gần đây mà còn khẳng định sự chuyển mình rõ rệt dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany. Với một lối chơi sắc bén và đầy tự tin, Hùng Xám đang cho thấy họ sẵn sàng để chinh phục những thách thức lớn trong mùa giải này. Trong dịp FIFA Day tháng 10, thông điệp từ ban lãnh đạo Bayern Munich rất rõ ràng, xây dựng và thành công sẽ đến. Đây không chỉ là niềm tin của huấn luyện viên Vincent Kompany và giám đốc thể thao Mark Ebe, mà còn lan tỏa tới toàn đội. Sự ủng hộ và kiên định với chiến lược của Kompany giúp Bayern vượt qua những hoài nghi từ bên ngoài và chứng tỏ rằng khái niệm khủng hoảng ở đội bóng này cần được hiểu theo cách khác. Mặc dù chuỗi 3 trận không thắng trước đó khiến nhiều người lo lắng, thực tế Bayern vẫn duy trì vị trí đầu bảng Bundesliga và chưa hề thất bại. Điều đó cho thấy đội bóng vẫn giữ vững phong độ, trong bối cảnh phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn như Bayer Leverkusen, Aston Villa và Eintracht Frankfurt. Huấn luyện viên Kompany tự tin chia sẻ sau chiến thắng trước Stuttgart, chúng tôi thống trị trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội hơn và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những kết quả trước đó không ảnh hưởng đến tinh thần của đội. 66% thời lượng kiểm soát bóng, 22 cú sút trừ 10 trong đó trúng đích, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng, XG, đạt 3.27 là những thống kê cho thấy sự áp đảo của Bayern trước Stuttgart. Trên sân Allianz Arena hôm 19 tháng 10, Kane trở lại với phiên bản bùng nổ nhất. Màn trình diễn chói sáng của chân sút người Anh trước Stuttgart đã dập tắt những lời chỉ trích từ truyền thông Đức. Cú hat-trick chỉ trong 23 phút là minh chứng cho sự lợi hại của Kane và khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh không chỉ phá vỡ cơn khát bàn thắng kéo dài 393 phút mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn đội. Kane đang thể hiện vai trò đầu tàu trên hàng công của Bayern. Mỗi khi có bóng, anh luôn cho thấy sự quyết đoán và sẵn sàng tung ra những pha dứt điểm hiểm hóc. Phong độ cao của cựu tiền đạo Tottenham Hotspur không chỉ mang lại niềm tin cho các đồng đội, mà còn trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh của Hùng Xám. Dưới sự chỉ đạo của Kompany, Bayern Munich có sự thay đổi rõ rệt về phong cách. Khác với cách tiếp cận thực dụng của người tiền nhiệm Thomas Tuchel, đội bóng hiện tại không để đối thủ tự do triển khai thế trận của mình. Trong trận gặp Stuttgart, Hùng Xám không còn lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công như dưới thời Tuchel. Thay vào đó, họ chủ động áp đặt thế trận, tạo ra áp lực liên tục và ngăn cản mọi nỗ lực tấn công của đối thủ. Sự quyết đoán của Kompany cũng được thể hiện qua những quyết định chiến thuật táo bạo, điển hình là việc loại bỏ João Palhinha khỏi đội hình xuất phát dù anh được coi là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Việc Kompany sẵn sàng thay đổi kế hoạch và tìm kiếm những phương án mới cho thấy sự linh hoạt và tầm nhìn chiến lược của ông trong việc tái thiết Bayern. Chiến thắng trước Stuttgart giúp Bayern Munich lấy lại niềm tin, đồng thời là dấu hiệu cho thấy đội bóng đang dần trở lại với hình ảnh của một ông lớn thực thụ. Dưới sự dẫn dắt của Kompany, đội bóng tiến bộ từng ngày với một tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Kane cũng cho thấy mình là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình chinh phục của Hùng Xám, với phong độ ổn định và khả năng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Những gì mũi nhọn này thể hiện cũng phát thông điệp cảnh báo Barcelona, đối thủ Hùng Xám, chuẩn bị chạm trán tại Champions League sắp tới. Bayern Munich đang bước vào giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải này. Với một Kompany quyết đoán trên ghế chỉ đạo và Kane đang cháy hết mình trên sân cỏ, đội bóng không chỉ đang hướng đến chức vô địch Bundesliga, mà còn đặt mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu Âu. Hùng Xám đã trở lại và hoàn toàn sẵn sàng cho một mùa giải đầy hứa hẹn. Bayern Munich giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Stuttgart, khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany. Kane tỏa sáng với cú hat-trick, thể hiện vai trò đầu tàu trên hàng công. Hùng Xám đang chơi với phong độ cao, kiểm soát trận đấu tốt và áp đặt thế trận tấn công. Sự quyết đoán của Kompany và phong độ đỉnh cao của Kane mang đến niềm tin cho Bayern Munich hướng đến mục tiêu vô địch Bundesliga và chinh phục Champions League.